À, vì em đã nhận năng lượng mà sao thấy nó vô cột sống mà chỉ có một bên ấm thôi. Năng lượng nó vào một bên ấm chứ không có hết toàn diện một mà cái cột sống. Cái đó lý do là sao nhỉ? Rồi, Đất. cái câu này là vâng thật chị, cái câu này cũng giống như là những cái câu mà mình trả lời lúc trước á, là trong cơ thể chúng ta, cái hệ thần kinh của chúng ta có bị ảnh hưởng về vấn đề bị suy yếu nhiều nhiều hình thức khác nhau lắm, nhưng mà đó là một cái trạng thái, tất cả những trạng thái phân nửa người mình bị bên ấm một bên chưa được ấm, hoặc là một bên cảm giác tê tê bên đi hơn bình thường, thì đó là cái triệu chứng của những cái trường hợp là gọi là bán thân bất toại trong tương lai, không biết vào thời điểm nào, thì cái đó nó sẽ gây tác hại cho chúng ta, những cái bệnh trạng rất là lớn. Nhưng mà khi chúng ta vào cái thời điểm mà chúng ta học NLP đó, thì cái phần năng lượng được kết nối, được kích hoạt não bộ và bắt đầu tế bào nó bổ sung năng lượng, nó được hoạt động tốt hơn. Thì khi mà nó hoạt động như vậy đó, thì nó một bên ấm, một bên bình thường, bên nóng, một bên không nóng, thì đó là cái dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng trong tương lai chúng ta phải như vậy. Nhưng mà bắt đầu khi học về NLP thì cô bác anh chị em đừng lo ngại vấn đề đó nữa, tại vì tế bào nó sẽ điều chỉnh lại, nó điều chỉnh lại tất cả những cái sự sai trái trong cơ thể của mình. Vào một thời điểm nào đó, cái trạng thái của sự tê một bên và nửa bên đó, từ từ nó sẽ im dịu lại và nó bình thường trở lại, thì cái trường hợp đó sẽ được tránh đi những cái bệnh trạng là lớn trong tương lai. Đó là cái điều đáng mừng, không có gì phải lo lắng như vậy. Nhiều để cho Nhớ là tập cho đúng đủ điều, tập cái công thức, nhất là những công thức lớp 3 đó, tập cho đừng, trong thời gian tập đừng có bị chi phối, đó là cái điều quan trọng nhất của kỹ thuật của NLP. Nếu mà chúng ta bị chi phối nhiều quá thì cái hiệu năng, cái giá trị lợi lạc nó bị giảm đi. Và tất cả những công thức của NLP là đòi hỏi cái người học viên phải nắm cho vững cái kỹ thuật, và trong thời gian tập những công thức đó đừng bị chi phối nhiều, và tập hướng về cái cơ thể của mình, hướng về cái năng lượng, tập trung và điều phối năng lượng cho đúng cách, thì sẽ tạo được cho mình một cái sức khỏe ổn định nhanh chóng hơn.